ខ្ញុំបការណាខ្ញុំបាទអសុខាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនៅផ្សាយតាមរយៈបុណ្យសុសុមុខ្មុំក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជ័យប្រមាណទីបំពេញដែលផ្សាយតាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងការផ្សាយសម្រាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាវត្ថុជ័យមន្តទីបំពេញសូមលើកយកនៅ កិច្ចពិភាក្សាតមូលតពីសប្តាហ៍មុនជុំវិញនឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជានាំបន្លែផ្លែឈើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបម្រើនិងបម្រើនៅសេដ្ឋកិច្ចបរទេសថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនិងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដូច្នេះមុននឹងលោកដានីងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដំណឹងនៃការលក់ដីឡូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្
លោកអ្នកអាចបង់រំលោះបានគឺមុនដំបូងលោកអ្នកគ្រាន់តែដាក់លុយកក់ចំនួន300ដុល្លារបន្ទាប់មកលោកអ្នកបង់មួយខែ100ដុល្លាររហូតដល់អស់តម្លៃលោកអ្នកនឹងទទួលបានដីឡូស្របច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលដីឡូនេះនឹងកាត់ចូលក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដូច្នេះបើសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ08 6មួយប្រាំមួយកៅសិបប្រាំបួន៦ប៉ែសិបបួនបីរយកៅសិបប្រាំបួនបាទដូច្នេះនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាទុកមូលជុំវិញនឹងការនាំគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនមានផលិតផលអីនាំចេញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេគឺឃើញមានតែផលិតផលពីក្រៅប្រទេសថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោក
chán cứ mình thấy bây giờ bớt chừng lọc bì học sắp phía rồi cho khảo và học sắp phía rồi đại không không chẳng nói bài tập ra phía rồi cứ bắt bóng tí xa không sợ mình mên bài tập rồi bắt bóng này cứ mình là khá có con ai phải lật bán hay có ai cho rô tí xa không sợ lụ bán cũng tha lối tí xa ca sốc ở đang dừng lúc thật sổ cho vì mình ai tôi rủi tì bởi bố tí xa không sốc dương mình đi vô thả bán mình toàn mình lật phía điệp cho ai phải chịu bởi đó phải lật hóa vô mà có công tí xa không sợ phòng chẳng phải chịu bởi bởi phần năng đại bắt bóng hay dương xu tha phải chịu bởi đại bắt bóng tí xa không sốc có bắt bóng ấy vì chỉ hết nó mới có bắt bóng chùm nổ và cả nạp bắt bóng chùm nổ nó mới cái đấy hai cái nạp cái đấy vì nó mà mình cả chùm nạ sốc được bê bài chụp bóng này ấy và anh ấy chùm nó chỉ mũi phát phá phát ngon thương ngó hai cái phát phá này mình mới chỉ rương tôi tay thế cả nạp vì phát phá từ lớp bởi chìm bởi rồi hồ tạo đó chìm hai sắp hiệu rồi cứ rưu có học sắp hơi này bởi chìm bởi đại thư cả sẽ cảm năng cứ hát đôi chì dương thước bạp bởi chìm bởi chùm nuôn chìm hai sắp hiệu rồi đại thư cả sẽ cảm năng oi cái cỏ tới nâng chụp ca là bạc rồi thật khoảng tới khoảng tới đời xa thì có bạc bóng tí xa cả sẽ cảm rưu có thác bạc bóng ca nghi bạc phục quạt bạc chừng này tí bí dương khơi nhập bởi rồi nông pinh phía chá ơn có tờ tu tinh tầm ninh nơi xa đám cơ có đói xa nịp mì có đói thị trấn để chỉ tầm linh mà vì Việt Nam rưu bởi tây thái nâng chứ xua ta ta tầm linh đó nâng cứ lọt mà rồi việc rồi khi mình chịu kìm đại đoạn tạm cả sạc 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 chứ dân khuyên ta tầm linh chỉ tu tới đã phần lật nơi có nông bởi tây Việt Nam để nông cho con một chí cứ chứ tầm linh đã miễn kìm mì và đôi chỉ chụp chừng châm ấy giữa đám cái sách tái ta phát nơi vừa thọc kìm mì khi em sắp tự tinh thử rên nơi ở xa xa đám cơ nị trên thì thao kì, phần này dương do mà hộp bà cà thì à khá tới vì ọt bà ai mà mình rút chết sốt ta hồi đó bỏ đại kia chỉ lũ thân nam hai trong hòa lì chẳng bà chìa bà rộng khám ai rơm cừu mà tăng thích cứ nẹ bỏ được phục
ក្រៅពីចំណាយលុយដើម្បីចិញ្ចឹមពលរដ្ឋវៀតណាមឬប្រកាងងារឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមនៅប្រទេសគេនោះដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងខ្លួនឯងនេះត្រូវតែឈឺនៅពេលដែលបរិភោគវាអាចថាប្រាំឆ្នាំក្រោយមានជំងឺនេះជំងឺនោះឬក៏ខ្សោយទៅខ្សោយទៅដោយសារតែយើងគេហៅថាបើសិនជាយើងបែបហាដែលមានថាអត់មានជីវគីមីយើងហូបទៅយើងជួយរាងកាយយើងអត់សុខភាពល្អប៉ុន្តែកណ្ដាលយើងហូបបោះគីមីវាមិនសន្សំអាសារធាតុពុលក្នុងខ្លួនច្រើនទៅច្រ
nít chỉ chụp lại phò và phò hết dân khơi tha cũng tha lao cả sự cấm đại công vị trí ai vừa bán miên tầm mình nữ và nên đời sạc cùng sạch và chạy cái tên phải cao cho được sát hay nâng propon gì được sát dương mình ai đức non thừa bàn phong dương sư thật táo bị sai sinh sinh tiết đôi chi bị sai ưu thả cảm táo công vị trí ai thừa bàn ọt bà dương khơi tầm nên cao thì cả sự cấm có miên tầm nên ưu thả cảm sinh sinh tiết dương tha tu được sát bà một tô nâng một thộ sinh sinh tiết đại việc ai thật còn chỉ tôi chứ đám dương mà phải là bàn chấp vận tải nó bỏ tu tới đôi chi thẩm liệt bằng pẹt và đôi chi thẩm liệt bằng pẹt hay năng ở ốp có prap prap xin xin đại vì xăm manh tu tới để dương ai thưa bán con vị chi mình ai năng phải là bàn khó nhưng xưa ta ta con vị chi luôn ai niệm vị chi chôn để luôn nơi không vật tê ai miên cai như thừa cục nghe được ớt hay ai miên chủng nô cục nghe được ớt anh cứ vì mình ai tê nơi không thể cầm chi phải chấp bón hoặc sàn thì phải chấp bón hay dương xưa tham một ai đấy bàn chi ca tục bản đòi ở rừng này cả làng tam bất khiêm kết tha đi ở tháp ba quật mình men mình đâm rừng năng này có vận tải crom stand up hiệp cả đất nông vật tây phải chấp bón này thua ở quật chiến nào khiêm khơi tham là tập hóa chiến nào chỉ tu tới cái nạp chỉ chuẩn nẹt quan tro quật mình tích chiêng bay liên nẹt thì chỉ tu tới bay trở lọt thì phi liên tam tài nẹt tới bay liên nẹt đại crom tơ lụng như chuẩn tơ sai hay là vô bài bằng bài bằng bạn từ lớp bạn phải chăng cái đôi chuyện này là miền đất nước mình còn từ đầu còn nắng có từ tu ban là tập hòa là o chỉ riêng là hột máu hay than là phim bờ tây phải chụp bón đại rít chầm ran phong rít chầm ran khác đại khuôn không sợ sai tam tuổi tu hay mình rít chầm ran bị chán này nọ phù rót chầm nã sọc phong cây cọ phong chỉ cả ta luôn chán mũi nọ mày còn nắng chia sẻ nào chờ đó nông bờ tây chẳng tới bạn chỉ cả cầm này tùng luôn bị chán không bờ tây cầm chỉ dương mình ai đào từ một bàn tề hai phía trên cả ta đại nôm ao mình ai đào từ một bán cứ nhẹ cây cỏ đại quạt nơi từ cất hàng cả được nôm thế pì phải cho bọn nó miên ca đi chầm ran hai đừng quạt tay để bóc nát ao cái đạp chỉ chuẩn ngầm chia tiếp đôi quạt bóc nát âm lưu mình nhẹ mà nôm tụt đó quạt và nay khi mình sầm tai từ lơ cái đạp từ mồ thế cứ mình nuôi mồi chìm nôn thôm được nong chua đi vào thả ban được cả được nôm thế cầm bị chia sau đó chỉ rôm tới dương khi nhà ca nôm vật lại cho không sau cư miên phò ạ vị trí miên cho nó nè sau đó bởi trí chung công chí hay phò ạ vị trí miên mình dự đường tội tỷ dự đường thông đại dương ai vì đầm lại bàn tha sau đó khmai sắp ngay cùng phong để chụp bị bắt sẽ tự cách đối vì bắt sẽ tự cách đại bàn cải thông chân nam một phòng bằng buồn rồi mà phây bằng buồn được chân này ai bà nơi lưu bị phục lộ hay vì bắt sẽ tự cách ní cư con bởi trí chung anh bởi trí chung anh cứ ớt đầm tỷ cứ đăng tài phí ca đi chăm bán tạm dạ tu để kết sọc xài tại tạm bất cứ dương chụp bị bắt sẽ tự cách đại phải chia chun dương bắt mong chấm nô tới chai cho ăn chiên chấm nô cho hay nô lên tới chấm nạc xong mình ai bà nó cứ mua hai nó à quân sinh đi bạn mới khơi nhà vì chăn tẹt nạn đi chùa bái đại quạt phơi đá tại phơi được nơi miền cầm bạch này lối được khen lúc sập pháo miền ấy và thêm thế chấm phù hòa là tập pháo cả sự cam đấy là những nòm chồ máu được dương khơi nòm chân sa sự cái tay rưỡi mũi co sự cái tay cà được bao tỷ xa không có thể cầm chia trong việt miền cầm nào anh hô hai cả thì coi nhưng phần lật tới việt mình toàn cục rắn bàn chia và đau ơi lật phần cả thì cầm và thế chết hàng nằm chồ máu nằm bấy bụng pin sẽ cái trái cá này cá hộp chục được bao phù rồi máy rồi mới có nằm phụ đại thế cho anh trình mà tôi xin không có thể cầm chia được bạn là trong chung việc số đó bong đại ban chuyên châu rôm đang ôn đại ban châu rôm đang nông ngày nay và thực hiện bọt bao nhiêu ngày nay cứ thì dễ ông pi cà nòm châu trong này à ha mà hộp à ha sau đó tới nông sản đặc biệt sẽ đây để nhiều mưa khơi là tái sản phẩm thì rồi này bà lai bà ca đại nòm châu vì bắt đầu việt nam máu chỉ vì xét cứ trong bàn khơi to tại mà đó hai cậu bạn tự đo cái lại là cái tỷ lệ nòng chèn tại mà đo là ở Việt Nam cứ nơi Việt Nam cái
ចេតនារៀបចំជាប្រព័ន្ធដំណងក្នុងការនាំចូលបន្លែចូលមកស្រុកខ្មែរ trên bị tuốt máu mà chạy thông mà đó chạy thông nó cứ cái nước là xàm dông mà giúp mình tách chiếm pi hồi xàm dông ấy mình tách chiếm pi hồi xàm dông ấy nhưng mình riệp một mình riệp rom pi một lại còn thắp lại để nuông châu máu cứ thở ban kề cài sấy rẽ xa quân được thiệp từ tám kỳ mi mà giang đại cái túc đã thức túc ở bàn dù hai cái nuông châu máu sọc mai chứ mình tách chiếm pi hồi xàm dông đây để châu máu sạt có hai bạn không cắt lục thảo tích để nuông châu máu để lục bàn từ khơi pi cả bể phần lại phải chơi được máu hay đặt trăm chiếc kim đi bay đã xa nơi quân được hiệp nữa hay cho nom châu máu nơi không có thể cầm vào chiến kháng cầm control để miền tư đầu tiên đất mới quân được hiệp phần lại phải chơi nó kinh nghiệm bản thơ ca nghe rừng mới có cái thứ cái ca nghe đá cái xịp xúc nghe bốc lùi nơi phần lại nó nom châu máu đưa dạng mà chúng ta lại này không phải chạy chuồn tam ca sẵn kết mơ thức được ẩn miền này mà đó chế thông nó cứ tu nó còn cái máu cái dây rút cái giờ ta cầm bây giờ ta lùi có bà tu kì giờ từ lôi các bà túc nên các bà làm đặc trưng này bởi hướng trút bình lịch quân được phép ở miền đồng bằng và tăng bình năm pi pòn đôi năm pi pòn pì để khi nhôm bàn sầm kết chưa rơi rơi rò hốt mà đào pì này cướp cả lại thằng nó cứ không miên được túc ngà máu đôi chim sẽ trai rồi trai túc thấy chỗ máu cái do các bà túc thấy vậy nó hơi à từ nắng môi tiết cứ ca nuông chồ máu vì thế mà nay ra đại qua ca trút bình lịch một phần này tiết cực cả một nọ một đó tì xa từ tu tinh được không sọc phải xả làm cổ cả từ tu tinh có kê hiệp chóm chia prop one này crom này chun chiết bao kia được này sớm nhập chạy chạy lúc ăn sáng khác từ thuật bình đất mưa tên là xả làm cổ chứ này tăng thông thông mình sau chỉ miền chun chiết không ai dương mà này phía trên cứ chun chiết Việt Nam sầm rạp từ tu tinh thôi cả bàn chạy à tận nâng hai đại chỉ ôp sạ này tầm nâng này ở lạt tập hoa đó bỏ cả sự co dương phần lật hái lụ mình chành bờ lụ chính có bàn thảo đây bờ lái bỏ cả sự co không ai dương do tập bị châu xa làm co châu kia ở châu này tí mùi nó bỏ đại kia non châu máu tầm lại tiệp nó bỏ đại dương bờ lật tầm lại riêng cấp bùa hỏi nét pra pra nơi khăn ông sọc rồi bỏ dưỡng cái thời ca ta là bỏ thế mình làm lại tiệt có chặt tục là quân được phép chỉ riêng tí pi có dây thật có khai tâm nên nhà lấy sát tạ kì mi vấn đá bởi tâm nên nhà bỏ khmai dưỡng cái chỗ lưu tí xa thông thông chỗ ở châu hề chỗ ở châu hề nơi khăn ông như thế thân nè pra pra hắn có kết bị bà rà màn chẳng chuyên quân được phép bà chẳng chuyên quân được phép bắt là trong xuống mối tiết thà tâm nên đã nôm châu pi vì tế dùn nâng cái tham miên làm lại tiệp thêm tâm nên ហើយកសិកម្មខ្មែរមូលហេតុអីព្រោះនាំចូលមកវាចំណាយការដឹកជញ្ជូនត្រង់ đặc biệt chẳng việc diễn kết mới ta pì khai ở pì Việt Nam khoảng tháng bốn đấy pì Long Xuyên pì Hà Tiên hay đấy bảo cái bình luận nó cho số không ai dưỡng việc bà viên việc chết xuyên khang ở từng trai đôi cái gì lặt lại cái gì thế pì cái trai mà thế việc chết xuyên cái chỗ mà thì không đồng tính nữa chứ giờ dân than nom cho bao giờ bờ cái bên chấm ngái nó khang này việc chết xuyên này chẳng ca chấm ngái nom châu về tây chiêng, cho các bạn nuôi nom bằng những cái thau, bằng những cái lụ đầm lại thau, hay hay cái nom châu pi khang trọ cầm đai mà cái ở vô ở đây này lui nom châu được khmer đó là phần tập hợp bọc cả chỉ có cái ở vô cuốn này ở Việt Nam mà, thì nom chanh mà được khmer, bởi dưỡng nom chanh tới
tôi cả bỏ ra tham bị bắt đối xử những cái thắng ở đâu vô đi ra tham ba con ham mà đại du làm trái con ham này bắt nó từ đâu chọn từ việc rung đán mà lán đập phải đập mơn đập mơn phải làm đập mơn từ một phi mơn bơ máu cái máu chánh bông cô liệt cái nạn pa làm bạc cục bạc vàng anh đang để chụp ảnh hà thấy chuyện sau đây mới tiên gặp bị cho năm được cho năm bị bọn đập phèm đập bổng mũi bị bọn đập phèm khi ông tàu nâu thẹt mùi được bùng không mùi nơi bùng một tua sọc khát bùng mồm á bây là à chỉ có cặp cố cặp chú quạt vô sạch vô bùn lúa quạt tha nhung su tha tủ hát ấy ban chia nơi tìm xa nâng được dịp xa chỉ mòn xa nơi xa nâng mấy ban đầm miên tập sạch cô để non châu vì duôn sạch chúc non châu vì duôn bạn quạt thẹp trong tha sạch cô để cặp nó sọc mai chứ cứ duôn bằng màu tinh cho rõ hay cứ vì non sạch chúc sạch cô vì sọc kê máu vô mọ bò ao chuồng sọc dương hai nó bằng màu tinh sạch sọc dương nó vô tới sọc kê bình hai đập về trước chúng xua là có khai chi và cam tiền khai chi và cam có tha bờ quạt mình lụa ở kế ta quạt bàn lôi là bòng ở à chỉ có cam bơ và chỉ bỏ bao dương nắng quật lụa đại trà là bỏ thảo nên đây ta bỏ quật mình lụa ở ở kê bạn đây ta chỉ lụa sạch quật là sao sạch lò ở kê đó sạch cố sạch chục lò tại ở kê non châu tập được kê hai kê lụa sạch cố sạch chục để miền chiết kim mi màu sọc mái hai lụa tầm lại thảo lụa tầm lại thảo lụa tầm lại thảo hai bờ sân thì quật mình lụa ở kê quật thời miền núi là ta bong ở ai chỉ cam con mình thao sạch mình thở sao bữa bỏ kia non châu mà thao tiếng á anh ta nâng để chỉ phành hà để cho nên cả xuông cả sĩ cam cả xuông chỉ sẽ để dụ đòn tay nào mà cua tai tìm đất cái lại nhưng làm mình nít chia sẻ nông po bao nhiêu hai nâng xóm ở miền chậm nạt cà chạy sau đây này cho tìm đất cho mơ phong vẫn bắt tam lục sáu bắt sân chỉ miền cà tụt cặt cặp bật thoi cơm ao cơm nén, bật bật thoi yun bật lại bật lại chơi sạch chuột sạch mòn này trôi máu thật, bây giờ bưng phải để lừa cả cái cam khmai, bây giờ ta bật tới tầm rây cá, cướp con nâng cá tầm rây cá đó bao, nóng sọc đấy, được tam lục vị thị mới. Đầm bay tụp cắt bán lục trana tại ra tháp vị ba, tầng cả xuông cả cái cam, tầng cả xuông ca nghe tầng, on nâng đầu. Bằng rừng hai dân trút biển đất mơ ấy bánh hạ đầy thli được bong còn bạn được làng mấy nữa cả ta đầy thli mình men chỉ bánh hạ nơi không cầm bởi chia dân cứ men chỉ bánh hạ đây bánh hạ cứ ạ xa mặt tập hiệp mì đặc nòm nâng tầm mòm ạ xa mặt tập hiệp mì đặc nòm tư tập cực bánh hạ thằng ớt đôi chí bây giờ tới tầy lê sạp được khinh bọt là mơ tầy lê sạp cực bọt là mơ thằng ớt nơi không đồng bọn tầy lê sạp á mình men dù nâng chết thể hiện thư đi cứ miên ca chúng all bằng hai miên ca khúc khất vì mình đây là tháp ban buồn chia bị sách cứ chùa lập ho không làm bón nâng ly thì hiên phê âm thì ca bắt đầu là cả ơi thì ca bắt đầu là cả ơi bà cứ miên là tháp ban buồn nâng bắt đầu là cả ơi duôn mình lại thấy bọn mưa thầy vui gì cuộc nhóm mà tây tạng coi nhóm thì hiên trên tịch mà lúc cứ nhóm đăng cho bạn là bài nhà nâng អគុណលោកសផលដូចនេះទៅលោកពូសិនតិនមានការលើកឡើងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសផលតាក់ទងនឹងការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មរបស់យួនចូលមកស្រុកខ្មែរហើយលក់មានតម្លៃទាបជាងផលិតផលខ្មែរទៀតដោយសារតែគេផលិតបានច្រើនគេលក់ទាបមែនប៉ុន្តែគេចំណេញតិចតែគេលក់បានច្រើនបាទពូចង់ឲ្យកសិកម្មខ្មែរនឹងផលិតច្រើននឹងប្រើជាតិគីមីដែរដើម្បីឲ្យ ឲ្យមានតលយៈភាពជាមួយរដ្ឋផលកសកម្មយួនឬមួយយ៉ាងមិនអរគុណអូនសុខាខ្ញុំសូមជួបរួមជំនួយថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងមានផលិតផលស្របទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសយើងមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំមិនសូមបញ្ជាក់ថាកាលណាសេដ្ឋកិច្ចជើងអន់ថយវិបត្តិនយោបាយសង្គមក៏វាមានខ្លាំងដែរ ដូច្នេះនៅលើពិភពលោកនេះគេប្រយ័ត្នរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាប្រទេសណាដូចប្រទេសណាទាំងអស់គេរកផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថា
Phnom Khe mi tu na chanam pi pot dap pam pal ni. Nak ai kut tih tiv sa bao Việt Nam ki. Miên chum nua mut mom to lơ tiv sa nai Campuchia. He tha Campuchia kui chiu tiv sa muoi da lo ro bao Việt Nam. Dai ke man so miên ka pui barom ni. A lâu dương chạp bà đàm kứt mà đoàn thiệt. Thả bờ dương bà đánh ngài chất phí bố thì mỗi một miền chăn tè. Ai chăn tè nếu như khóa nó cao tế thơ tôi một toàn thơ y tôi cao tế. Thó tầm miền cả bà đánh ngài chất mũ mụt. A lâu ra thả bị bán khi nhóm xôm ôi tầm lại đấy thả thầm mấy ní quát có miền cả bằng bằng mũi chùm luôn này. Bạn thế vì hát bôi chưa bằng rất vấn mình miền cổ đầu, mình toán miền cổ đầu cho bà lọt thì. Rất tháp ý bán mình mến, mình dùl, âm bí đồm râu cá, cá sĩ phòl, nâng phá lật phòl xinh xinh, xâm rạp cụt con ngon ông bà tế dưỡng, cốt dùl ná. Vấn tế, đời xa dưỡng đếc luôn lúc dù mà hơi, nhưng mình bán cứt thương nên muốn, đời dưỡng chạp bà đơm cứt, bà này thạc kì khắp bố chương dưỡng, chờ ơn nắc tờ hơi. Chúng ai kịp hiếp chùm đôi mùi đẹp ôn, sĩ phòl lược lợn thà. ផលិតផលនៅប្រទេសគេមានគោលការណ៍គេច្បាស់លាស់ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងទី1គេមានដីរបស់គេសំបីតែដីនៅភ្នំនៅតាមភ្នំហ្នឹងណាគេធ្វើចំការរបស់គេជាថ្នាក់ៗៗគេធ្វើឲ្យទឹកគេប្រកួតកងដល់ដំណាំរបស់គេនៅលើភ្នំទៅទៀតយើងមើលជនជាតិនៅផាត់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាម đây khang chứng cứ chết đây sóc cả cọc mình mén chết đây sầm bồ cá sấu cám vấn đề là mình mén làm nói phao cá sấu cám ấy vấn đề là lâu khi thôi ở tàu đây đúng chết đây làm nói phao cá sấu cám hay cái phật bàn chả đôi cái sừng khấm ấy sừng khấm thì sao bao giờ thì pro đôi khi mình chết chỉ nhức nhót thà muối thế này xong bây giờ sực gây nắng vừa nằm chỗ sọc dương mình tích pí chết sập rám chụp phải sập to này ปลายสไปปลายตระกูลปลายกรุ๊ปมุกตะอ๋อที่นอมโจรอบสัตว์ตนจะให้ดําเนินบ้านเจียยืนធ្វើมันบ้านเพราะอันนั้นวีอดมีอดมีปัจจัยกวิชาอีกขั้วเป๊ะเด้วีอาศัยទៅលើគោលនយោបាយមួយដែលមានការគិតគូរច្បាស់លាស់វីអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រមូលផ្ដុំដោយជំនាញមួយៗប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាយើងទុកដេកជ្រុលទៅហើយសូម្បីតែ เชื่อไปเชื่อเนี่ยเกี่ยวเชื่อไปสกยิงกิจนายเต้าจะเครื่องสังหารกิจน้อมเจงรอบเลียนเจ้าบ้านจะขย่มนกกึศะตัวสนะบอกขย่มกาวิพิกบอกขย่มตาประเทศเวียดนามอายโยพอลจุ่มนิ่งปีการมาเชื่อขนมมวยไทยปีดอกเลียนตัวดับปรามเลียนดอลลาร์สรุปตังผลิตภัณฑ์สิ่งต่างเครื่องสำนองต่างเครื่องล้านต่างวิญญาณพรในรวมต่างกาศกาศพอลจะดำเบื้อง คือโดยขยมบ้านยิ่งใส่จุกมันไม่รอดตรู้มันแม่นมันเศร้าเชียวแต่ขยมดังแต่รอดโยกจะบ้านนะโดยขยมมันจับดังแต่ดมโรกาเราบ้าไปเชื่อปลอดเชื่อขนมกาฮุบจอกเสบียงอาหารตัวที่ห่อโดยเชื่อใส่จุกกดห้ามปั้นแต่กดมันบ้านคือดอกกาสิกอแต่ยังมีเพียกพิจารณาคือถ้าแต่กาสิกอมีนประมาณเพียกร้อยได้กดมีนอารมณ์หนึ่งมีนจัดจึงเจิมจุก โดยมีการติดเนื้อบารอดท่าจึงจำให้มีตีซาจึงจำให้มันขาดให้ไม่เกยจึงจำมันดวลยังจึงจำดวลนักจึงจำจุกขโมยยมนู้กระป๋องสบู่จึงจำจุกให้ดวลหมอหมอไพ่สามสักจุกดวลเพราะน้ำมูลให้ดวลจีตัดติงไปเกยซัดน้ำจับเพียบาลจึงหรือก็ติงไปเกยติงจุ่มในยาฮะไอติงไปเกยต้องออกโดยชนะคือนี้อดจุ่มในเด้ เวียดนามกีฉลาดนะเจ๊แบ่งแจกถักแคบนามวยได้นกช่างไอปีการเมื่อเชื้อเชื้อแคบนกกึศกงสำหรับแคบได้นกจุดจุดนกเจ้าหนูดับบอลสมัครคังตะบงนกไอปลาตะเปียงนกคลังพลิ้วกบวนซอยนั่นหนูช่างไอปีนึงกีอ้อยตีเลือกตึกจัดอ้อยกดบังกอบังกอนพอลตามแปดเซ็งสำหรับกึศกงขนมเต็กจำในปีเชื้อชวนคือได้นกจอบพรมแดนเยอะนะกีอ้อยผลัดปีปูด ปุ้ยเสาร์ยังโยไปเก๋จียังโยไปเก๋น้ำใบซับก็ยังโยไปเก๋ถ้ายังโยไปเก๋ต่อโดยฉะนั้นยังมีนจะมีนเสียได้โรบานโรบานบ้านโดยสารโดยสารยังขมิ้นการกึศกู้ทุกจมุนบ่สนเจียให้เวียนมวยเตี๋ยตำรอบในกาหก
ជាប្រវត្តិយើងបានคลายទៅជាទម្លាប់នៃការហូបចុកបន្លែដែលប្រើសារធាតុគីមីរួចទៅហើយបន្លែដែលយើងអត់ប្រើជាជាតិគីមីយើងប្រើតាមបែបជីធម្មជាតិដូចជាគូកបីជាដើមបរិវត្តយើងយកចិត្តទុកដាក់រួញឲ្យវិស័យកសិកម្មនឹងដើរគេអាចរក្សាគូកបីនឹងដើម្បីយកជីនឹងធ្វើទៅជាឡូស្មាន ជីនឹងអាចវានឹងលិមបុកវានឹងយកមកធ្វើជាជីសម្រាប់គិតកងអយគេហៅថាការបង្កកើនផលជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែយើងអត់មានបានគិតដល់នឹងទេបើយើងអត់បានគិតដល់នឹងផលិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងมันមានបច្ចេកมันមានជាតិគីមីនាំចូលទៅយួនគឺបន្លែអត់ស្អាតវាមិនឃើញវាមិនស្រស់ណាឯណាក់ទៅទិញគេរកតែបន្លែស្រស់បន្លែស្រស់ឲ្យមានឃើញខៀវល្មុតជាងទៅគេទិញទៅប៉ុន្តែនឹងមានជាតិគីមីគាត់អត់យល់ថា បន្លែដែលដើមគ្មានជាតិគីមីបានពីធម្មជាតិវាមិនមានសម្រស់ស្រស់ខៀវពណ៌បៃតងដូចបន្លែដែលគេប្រើជាតិគីមីទេនឹងវាតែកទិនទៅនឹងអីតែកទិនទៅនឹងការអប់រំរបស់ប្រជាប្រពន្ធតែអស់ឃោសនារបស់រដ្ឋត្រូវជោគជ័យទុកដាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយដែលបុគ្គលសុខាលើកឡើងថាហេតុម៉េចគេដឹកពីនឹងមកឆ្ងាយហើយគេចំណេញទី1គេដឹករត់គេមិនយល់ប៉ុនគេបង្ក ลักษณะงี้สูลอ๋อยเฮ้ยผลิตภัณฑ์ต่างอ๋อนึงกสิกรต่างอ๋อนึงคือเกบ้านเรียบจอมนูบรรดาแคทจอบตามพรมแดนมาเยอะเกน้อมโจลเกมันแดนตัวน้อมไปแคทประทับแปลงตระวิงมันแดนน้อมไปแคทแคลงเปลี่ยวกระมวลซอยห่างยางหูยางเกียงยางเอเบนแตรเอโนชงายชงายนุ่งเต้นักกูมองมังไงมันตอนดอลพรมแดนพออนุชิดชิดเชิงนั่งอนุชิด วิโยลุยไปยังตุ่นเจ้ามาโนชงายโนชงายโยลุยขนมนุ่มมาจะเจ้ามาโนชิดเชิงนั่งกีทเวเชื่อดำนักดำนักโดยชนะผลิตภัณฑ์ระบบเคคือเหมือนซอลมาหนอมโจสกิ้งเฮ้ยวิฮักโดยเชื่อประปอนเช่นเธอออยไปเชื่อประรัดเชิงคอกจัดปุ่นที่ฮะโดยเช็คแคบบัตรบอกยมเมียนยมบอลทั้งไงนี่ก็โดยเชื่อซามวยจูนโตไอ้ก็ดำรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาได้ออยก็มีตาไปนึกแล้วเว้ย เขียมตัวดอลบัตรแคบบัตรบองเป็นไงมุนนี่ไปเชื่อพรอดมุกสระปูนต่างอ้อกาสิกอโรงอาโรงมาซึ่งกันสระไปเดิมมันมีโรงขนาดโต๊ะเจริญขนาดครัวซากรอยม้อมันมีนมัดชุ่มสมโต๊ะเขียวมันนั่งมีนปะพรปัญหาปะพรดอกเขาเมื่อก็ออกได้สมาธิสลายมันมีนอาโรงจักมุ้ยถนัดมัดชุ่มอ่ะแล้วอาโรงจักมัดชุ่มนึงนึงอาโรงจักขนาดโต๊ะในครัวซางอบหรือหมอกกระไซทน โดยสายไอ้ให้กาสิกอกาสิพอกาสิกอตรบันตุ่มแหลกจ่อตั้งเปลี่ยนดวงตั้งเปลี่ยนดวงมีตั้งพีเอ่อเอ่อสโลว์อีกทีละก็ทำพิชนามุนมุนการมันถอนอาเมียนอามาสินทมลุกอาชมวยบาดไทยบ่ลุยอ้อยชมวยกันดาบบ่ขมายนึงเดอตึงหมอตึงขนมดมลายมวยได้อายครบบานแต่ดอกกร้อยนึงอ่ะโอทีฮอมามากิโลกรัม สรุปมากรุกรามลูกปีมาปอนตะบงตะแกถ้าตัดติ้งต้องมาปอนเธอไม่มาปอนไอ้มันดึงได้ดึงต้องมากรุ้มาปอนอันนู้นก็โปรเฟกยังทำอ่านดักรอยอ่ะตะแกนั่งบุมมาปราบอ่ะช่วยกระดาษมือเจ้าปราบได้ไอ้ตัดติ้งเธอไม่มากรุ้มอ่านทำไม่ร้อยบาทอ่ะมวยเตี้ยช่วยกระดาษมือเจ้าได้ไอ้ตัดติ้งมากรุ้มบุปรามร้อยบาทเว้ยตุ่มแหลกต่อเนี่ยจังตุ่มแหลกโดด ปั้นแต่ยืนสู้ท่านิจกัตตะปะเกจรบว่ารอดหรือก็จิตกัตตะปะเกจรบกาสิกอรอดตรงนี้กัตตะปะเกจตัวการทรวดเป็นเรื่องนึงบ่าตรงกับน็อตลำไรมวยจะบ้าล้อนึ่งมันแกฮาทากาบกวดประแจงมวยดอยยุติโถปั้นได้ประตูตัวเองรอดมันควอลบ่ตึงประมูลโจลขยมไอ้กระเพียบอ้างก็ระบายยืนนึงอาเชียโทรศัพท์ยวนกันให้อ้อเรียบจอมมอไว้พลักน้อมจริงเดียวกล่าว ไออังกอแต่กี่เปอร์สารเทียบกี่มิโจสระยืนยืนครบเตอร์ไอ้ขโมยคลาวว่าโคตรบังโคตรอธิบายสระแม่น้อมเจงก็ดักพลักแม่โคจีโฮนี่แม่รอสิแรงบานโดยแค่ไหนขยมเนื้อแต่เมียนจุ่มเนื้อมวยท่าประเทศยืนโดยขโมยสนีเลิกไหมท่าได้บ่ยืนยอดได้ยอมมาแจกไปเชื่อประรัดกาสิกอปุตประกอบไหมนะกาสิกอแต่เมียนจุ่มแน่จุ่มเนี้ย เชื่อประไปในเกี่ยวกับกาสิกอทั่วกาสิกาแบบประไปใน
ย้อมมาแจกมันเนี่ยใบแหกตาย้อมทำมันออกประมาณเนี่ยเฮ้ยรถตู้ติดเนื้อทำไมเอาเมียนประปอนที่เรียสักตรึมตรูเมียนปลายตึกเพราะยวนเกเมียนปลายตึกโรโคตอเกโรโคตัดตึกนักบังจะได้เลือดพนมเจ้านักมวยกันนะบัดตู้จ่อเคยเนี่ยเลือดพนมเงี้ยก็แกเธอกาศิพอลบานเลยปัญหาไม่ได้ยืมเจ็ดได้กาศิพอลอมน้อยพอลทางกาศิกามแต่ใบเตยเชื่อยืมชกผลัดให้ทุกโอเคประกอบกันพอลยืมอัดประกอบกันพอลกระตาด้วยเครื่องเยี่ยงคว้าได้ได้มันแมงเจียปัญหาประบาดเต้โดยบนพรใหญ่ตาได้โนสโลกขมายเวียมันตอนจึงเอียดรับถนัดโดยโนสโลกยวนเนี่ยนะยวนมาตักได้เกี่ยวทำมาตักเมียได้อัดทุกอ้อยซาวได้ตัวดำน้ำพร้อมมนุษย์จันวิเชียงปราบเลียนให้อาเวียวิเชียงมาเรายวนเกาสับปราบเลียนเกาสับปะโลกี่เราเคยเกาสับปราบเลียนท้ายโดยเจียแปดสับปะมวยก็แปดสับปะมวยแปดสับปะปลีนไอ้จำนายจึงเมียนแต่ดับบุญเลียนที่ปัญหาเดินในยืนขมิ้นกาสิพอลดำใบกึศกงอ้อยไปเชื่อปลอดยึงสำราบเชี่ยห้าห้าห้ารูปทอมสำราบอ้อยไปเชื่อปลอดยึงตรงเรียกายบานยึงตัวติงไปเกยต้องอ่านนั่งเกยสำราบมวยนะสำราบอย่างสรวลสำราบสรวลขมิ้นน่ะนะดักกระพ้อขมิ้นนะสำราบเชี่ยวเตะมวยเตี้ยยมส้มเชี่ยวตอกะในยีกราวเป็นประเทศนบัตมันติโนเปได้ยึงอ้อยมิ้นเจรณาไปเยื่อกำนัดพี่เพราะเศรษฐกิจเวียมันเมียนเศรษฐกิจเวียมันอายการล้างเศรษฐกิจเวียมันอายเคยดักเมียนบ้านมันอายเท่าเชียเศรษฐกิจมวยแต่รูดล้อบ้านต่างเกี่ยต่างขยมต่างโกนขโมยต่างอ๋อมันย่อโกนตีตุกติดเทียบจำชิวเพียบประตูมวยเทียบโกนตั้งแต่ปีบ้านแต่ยังเท่าเซ็กซ่าจนเชียดยวนในนกกระดองประเทศยังเราหายอ่ะแกมันแมนดักกำรัดอ้อยเป็นเยอะกำนาเต้นักมวยแกอ้อยก็ตามจับโดยฉะนั้นขมายได้เชื่อมาจากเดิมนี่ไอ้หนึ่งบัตรมันติ๊กมาดองมันแม้นด้วยโทษนะมีนโยบายมุ้ยก็ท่าก็มันไปจัดช่วยอุปถัมภ์มันตีแฟนคอยทำประพันธ์มันช่วยอุปถัมภ์อ้อยดังนาต่างอ๋อได้มีกูนเชิญยังสู้ตลอดมุ้ยได้ก้าวตลอดมุ้ยสลับบ้านนู้นวิมีนได้ว่ามีนจุ่มนู้นไปเชื่อประหลอดแม่นักมวยโดยฉะนั้นเบื่อยืงมันเยียกกำลังให้อัดจะบังอันโตผู้วิ่งระหว่างยืงมันรึงเดียดอ่าเดิมขมายเจ็ดเดิมแค่มันจะตึกได้มันจะเดิมในตึกได้นึกอ่อนลิงให้อาปเสงโจรหมอปิ้งสลบต่อเวียจุ่มนู้นอาจจะเจ็ดมวยเชื่ออะมนุษย์ทอมวยทอนโคนะอะมนุษย์ทอจมปุ๊บมันจะตึกมันจะได้ดึกทอนโคนะโดยฉะนั้นขยมจังอ้อยอนุสาตุรัฐปิบาลตีมวยรัฐปิบาลเต้าเซ็กซ่าโอ้ยบ้าล้ออัมพีสถัยเต้เราบ้ากาศิกอจุ่มเนียงบานในทางกาศิกอแต่ต่อปีปัดไปในบอกลวนปีโดนปีตาหมอเมียนประมาณให้แจกได้โอ้ยกอดปีใบให้ตาให้เมียนกูการแน่น้อมโอ้ยกอดที่เนี้ยนู้ดได้ต่างอ่อนนึงโอ้ยกอดร้อนนู้มันลุกมันดูให้โอ้ยกอดเรียบจอมชิวเพียบกอดแดงกันฮะท่ากาศิกอปัดไปในแต่ไอ้ที่เนี้ยบานนู้อัตสัญญาเราบ้าไปจีดมวยจำนวนที่ปีประปอนที่เรียสะอ่ะแล้วบะยืงบะตะเลียอ้อยปะเต้ได้เกี่ยมีนกาศิกามโดยยืงได้โดยนู้อิสราเอลโดยนู้ปะเต้มวยจำนวนโดยจีปอนในเจดานอ้อยกระโจนมาช่วยยืงวินิโยคางที่เรียสะประปอนที่เรียสะอ้อยไปเชื่อประหลอดยืงกลายน้ำมีนได้มีนตึกเฮ้ยจำนวนมวยเทียนคือประแจกับเจี๊ยดำใบแปรคลายออยโตเจกาสิกอแบบปะไปในนั้นออยโตเจี๊ยกาเซอุสาหกรรมรอดตรงมีนกูการนี่จะมาหล่อให้จมลอยมวยเทียดคือโอกาสในการประกวดประแจกก็มออยลุกออกหนาได้กดมีนมาสิ้นทมกันมีนลุยจราญกระตุบันทอกต่ำไรกาสิพอระบาดปะเจี๊ยบรอดให้กดติงจูตามบ่มน้องพัฒนาบกอดรอดกุยเธอมันดังก็มออยรอดท่าไปบ้านไอคลายโตเจี๊ยอุปกรณ์ระบาดชมวยได้เกี่ยมีนเกี่ยหาเปิดดังเขาวันนักกสิกรกรรมกรนั่งเวียนุกรมอาวันนักนิตุนนั่นนะพยักโตเชียขนองสมัยปกปักกันลองเท้าระบบกรมนี้ได้บอกครั้งโดยสาไอโดยสาพวกนักมีนนั่งวัวตัวเชียอนาครอไปโดยเอฟออนสันนี่ไงท่าคณะปักไปจีจวนกับมุนนั่งจอบชนอตโดยสาอนาครอบอกชนอตอ๋อยมันยังลาเปก็จอบชนอตก็อัตนัดนักเรียกรอนั่งงานนิ่งเชื่อมวยข้อชกงไอจมน้อยเด็กยมจอบบานนั่นคือเพื่ออย่างนั้นก็โดย
អោយប្រជាប្រដ្ឋជើងមានការចាប់ដើមរត់ត្រូវគិតខាត់សិនចាប់ដើមនេះអោយគាត់បង្កបង្កើនផលអោយគាត់ដាំទៅដាំអោយគាត់ដាំស្រូវហើយអស់ដាក់ចូលទីផ្សារលុកតម្លៃថោកហើយប្រកាសឲ្យគេដឹងថាបន្លែរបស់ខ្មែរទីនីមយរយពុយរយអត់មានដាក់សារធាតុគីមីទេហើយដីយើងមិនតាន់ខូចណាមួយសកាដីយួនខូចណាបើមិនប្រើជាតិគីមីគឺអត់ដោះហ្មង អត់ល្អហ្មងត្រូវតែបាយជីប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងខូចតែដូចកណ្ដៅព្រៃវែងនៅតកែវនៅស្វាយរៀងអីក៏យើងប្រើដែរឯចំណែកដីជូលមកនៅតំបន់សៀមរាបនៅតំបន់បាត់ដំបងនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតមិនតាន់ខូចប្រមាណទេឯចំណែកដីក្រហមវិញតែយើងទុកធ្វើអីដីក្រហមគឺជំរុញឲ្យធ្វើបន្លែហ្មងដាំបន្លែដាំពិសេសគឺដើមឈើដាំឈើស៊ីផ្លែដីក្រហមយើងច្រើនណាស់ព្រោះដីក្រហមនោះវាមានជាតិសំណើម ดามสิเอก็บ่ដោះដែរបើយើងធ្វើមិនឲ្យខ្មែរនឹងក្របឆោដោយខ្លួនឯងមានទីតាំងឆោដោយខ្លួនឯងអានឹងគេហៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពតែអភិវឌ្ឍមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យអត់មានគ្រឹះទេទីបំផុតដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាខ្មែរយើងដែលយូរយូរទៅបាត់ពូជអស់កើតកូនឥឡូវក្មួយសនីមានប្រព័ន្ធហើយហេកាលណាមានកូនណាក្មួយហ្នឹងពួកយកកូនមិនរត់តើមានលុយផងហ្នឹង តើមានលុយអីសំអាងសោះអត់មានកូនទេទុកដល់យូរអាយុ30ឆ្នាំអីទៀតហេមិនក៏មិនកូនមានតែមួយពូអីចាយកថែមមួយទៀតហ្នឹងមកគ្មានអីចឹងវាម្លោះឲ្យយកតែមួយហ្នឹងបានយូរយូរខ្មែរហ្នឹងអស់អាលីងទៅយើងសួរតាប្រជាជាតិហ្នឹងមិនទៅចេះស្អីដូចខ្ញុំថារត់ហ្នឹងមកទៅមានអីក្នុងនោះក៏មានកត្តាមនុស្សហ្នឹងបានគេទទួលថារត់ស្របតាមមួយដែរមែនទេ តែបើយើងទៅយកបរតគេទៅចិញ្ចឹមបរតគេហើយទៅចូលអាវបឋមមកថាខ្មោចបេងខ្មែរខ្មែរបេងខ្មោចយីនោះអានោះអានោះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងមានតម្រងដឹកនាំឲ្យទៅអញ្ចឹងអានោះខ្ញុំថាក៏បត់បណ្ដាមដូនតាដូចហ្នឹងសុំបណ្ដាមអរគុណពូនិយាយចុះនិយាយឡើងគឺតកតងនឹងឆន្ទៈនិងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយដដែលជុំវិញនឹងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋលើកស្ទួយជីវភាពរបស់កសិករខ្មែរនឹង ដូច្នេះឥឡូវយើងឃើញហើយថាឆ្នាំដឹកនាំវាបីបួនប្រាំអាណត្តិហើយការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងដូចជាមិនមានអីផ្លែកសោះអញ្ចឹងសុនីសម្រាប់សុនីគិតថាបើឆ្នាំដឹកនាំអ្នកនយោបាយមិនសូវគិតគូររឿងផលិតផលនាំចិញ្ចឹងហើយយើងគិតតែទទួលទិញពីគេទទួលទានអញ្ចឹង គួរតែមានកំណត់បែបណាទៅកាន់ពលរដ្ឋជាកសិករវិញហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវរបៀបម៉េចនៅពេលដែលកសិករខ្មែរយើងដូចជាពឹងពាក់អ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនឹងវាមិនបានផលសោះណាបាទសូមអរគុណលោកពូតែបើតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតថារឿងដែលបានកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េជាដើមហ្នឹងវាសិតសឹងតែជានយោបាយមួយដែលបញ្ជូនប្រជាជនខ្លួនឯងទៅនៅក្រៅប្រទេសហើយដែលសិតសឹងតែជាប្រជាជនដែលមិនពេញចិត្តនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងហើយណាមួយទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការទុកបណ្ដោយឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ជាផលចំណេញនយោបាយមួយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលដែរបាទនេះប៉ុន្តែយើងគណៈយិកាសន្តិឋានទេមិនមែន ថារឿងនឹងវិជាការពិតទេប៉ុន្តែបើសិនបើជារឿងនឹងមិនមែនការពិតទេវាលុះត្រាណាតែរីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាជួយកសិករខ្មែរយើងដែលភាគច្រើនជាកសិករហ្នឹងឲ្យមានការងារធ្វើមានមុខរបរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងការស្រុកបាទក៏ប៉ុន្តែមានបន្ទុកជាច្រើនហើយក៏មានកត្តាជាច្រើនការពីកត្តាហ្នឹងក៏នាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងមានការលំបាកក្នុងការធ្វើកសិកម្មដែរទីមួយគឺយើងមើល
thay nâng bật tế lại. Dương khuyên tha đôi lực bố sinh tích mà lực láng, dương khuyên nhưng mà đại bán thật xa xa chư bẹo con bà con các cam thông bật tế Việt Nam thế, bần tại đôi lực bố. Còn mà lực láng cơ dương ai bị trả là khuyên tha Việt Nam cứ kìm miên bà con và chạy kết tế rưu cơ bà con cực cồng khai phần này các cam. Rưu cơ anh ấy bàm tha kê squat chốc bà, nơi ở vầy đại. Chỉ chỉnh chuyên bên chị đám không ảnh đu chân dự bà thằng lá, thằng khmái, thằng thầy, rứa có bị phục luôn thằng mùi. Nhưng mùi thọ đôi chứa ổng có, mà rích cứ chứ tùm ninh mùi đã bình dùng lực bị phục luôn. Hai đại bà tế Việt Nam của nãy bà tôi nó bàn khá chứa bà tế mùi đã nó mà rích đích mùi lực bị phục luôn.
tam là dạ ca nó mà rất chênh vì không ai nâng lại chỉ vì sách cứ khai tập bụng khổ mốm khai tập bụng chán khai tập bụng hía khai tập bụng hía đôi gì còn bà ta dân xưa ta hãy lấy bàn chìa mà rất không ai dân ở lời này chụp bị bạc hay mà rất nâng cập bớt khó khăn này mù là hát kia đời xa ta Việt Nam bà bà kì mì kháng bệ đối chân này ở rốc đại chỉ tiêu xa thông được bà Việt Nam tới bàn kì lệnh tình đó lên tình dân tới Việt Nam mà đơn thay dân mà rất không ai là thứ ấy có tổng lạc đồng lấy rồi bật luôn tới tâm bệnh mà rất không ai nâng khát cập bớt cư chì ca lưu tự chất bà Việt Nam ở bộ rốt không ai nâng cập bớt chẳng nâng kích tư vụ phát vì ca lụ mà rất bật luôn đại Việt Nam do bị không ai thì lụ nơi ở rốt nó chẳng nâng rộp vò liền rộp liền ở là ảm rệt bạc kì kì chẳng nâng không ai dân lưu cục hai mà rất nâng cập bớt hai rít bàn chì ớt cho thay kỳ ta tâm rệt nâng cư chìm mà rất mối đại không ai thường ai to nâng chìm mùi nâng mùi nhật bò phụ ở rốt nôm tới ở rốt luôn này bà hai chân bàn thay hai nam mối tức đây cập bớt tới bàn kì ở đầm lại thay chìa tức đây đám mà rất lệch mùi lưu cục lục chấm đất mối tiết dừng khuyên ha Việt Nam đã chỉ vật tế, đối chỉ Thái đã chỉ vật tế vật lật nơi ôm bọc cò và chạy cái tế cả cái cảm. Và đối chỉ chi, đối chỉ cường chạy nó cứ vật tế kế, cái lũ ở bên trên cái thọc. Có vật này cái lũ mà không ai dương, cái lũ không đầm lại mối riêng thái, hay là mối không ai dương cho bốn tiệt. Và đối chỉ ở Trạ, hay chi, đối chỉ nơi Thái, cái lũ đã thầm phí mơn tư giới lê, xa mà nâng chiếng, phí rồi bà đấy kể. Tại mà đó không ai dương mà bế chiếng mà phải tâm được lại. Chứ nhưng sư thật ta, cả thì có mà dân đại do đầm lại thay do mà phải lật hay thay cái này cho cái thao hay cái nôm mà cho sập máy tam dạng bốn tiết cái lúc bạn thao gì mà mùa hè đấy cứ đời xa tay tẩm nến như đầu viên tẩm nến cả thì cam đại dương phải lật nâng tẩm nến đây cái hạt tẩm thọ thiết đam chui chùm đôi nhau cả thì cam đồng mạc can cứ phải chạy cái tiếng vì thay pe được mà dân lúc mình ai chùm nành anh ấy có chi mùa là hai mối nôm hỏi phần thì cam dương việc của bạn đây hay rương thông mối tiễn cứ rương chúng muốn đối lập mà lợi láng thì anh hai chúng muốn cứ chiều riêng thông một phật vượt lối chúng muốn như tập mai giờ nít chiều chúng muốn phòn đại miền lạc nặng khúc khất chúng muốn đại miền nát hai thứ bạc từ lâu bị chia chun không ai mình mấy chúng muốn Việt Nam nhưng thứ ta mua lại ban chỉ Việt Nam cái anh non phải lái cho một tập mai giờ ban đời cả sẽ có cái ẩn bầm cứ để sao tại cái miền phòn bảo kê cướp cướp chẳng tập mai nên chẳng dồn chẳng kê non phải lái pi tập kê cả có cái bà đấy chúng cái chỗ tới ở đầm lại mới đại ai chậm đánh như ruột bà hãy cái do mà sợ không ai dừng lụa bàn tiền này chẳng cứ cái miền bắc phong cực cường nên vô bài cái thằng ạ có phải tai dương mặt miền hãy khi chúng ta đầm lại sai thầm một phong cứ dương tới mưa từ lời chăn tẹt ở địa thảo việt bà thật ta ở địa thảo bà nó còn chọn đọt sai rồi mình chọn đọt sai hãy bật đọt sai dương tới mưa tiết ta cả đọt sai nước miền lại cái nạn du ông vay ruột hãy miền bắc tập hiệp ọt nâng trầm trầy ọt mình men dương chưa thể chưa thà đó sai lùm lùm đôi chỉ vì muốn nói cái chờ là non cái nào rộng trái thì tung sơi chỉ mới bị chụp đoạn đó cài mau rứa nắng bài cá cái tha rứa nắng không liêm chi nửa rót mình trái thì ấy mình cù na thì tung sơi có non khi lấy tung sơi vậy hơi dương khơi tha vì muốn cái sang song sả la sang song ấy cái đại chư mua sầm đại đại tới còn miền ca thì côn hết đăng lư thả lôi được ngon mà sang song chỉ lôi bỏ rót có liêu tha ba nhỉ nhớt còn lên hiền bà lê hiên prai chung một chút này nếu phải sang sau đứa con nói bỏ sầm đạch này sầm đạch nó bà nay như khuyên hà nó miên bà thò nâng nửa lõi tê rồi hốt đọc bà chìa bà khám ai tư bà tập hiện rồi còn đăng thà cả bà bà tặng ơ nó không phải cảm chí cứ chìa lôi rồi bỏ rót phôn bà chìa rót hai nâng có chìa thả bà ca mốt đài riêng thả bà cháy kia lấy cho bẹ chìa mùi con lên nửa lá nâng dài bà anh chẳng chấm nói tặng ơ ní chúng ta tham vi tới tại chùa rùm, sầm khăn vì độ thả ba hơi, bị chia bọc khuôn ai chỉ cả sẽ có, đây là phù suy mạnh mạnh nhỉ, cứ dương bị bạn na, ở khuôn dương, tu chỉ dương đông đi chia sẻ cùng dương khơi ha, mình bỏ ra mười chấm nôn còn đông đi chia sẻ cùng, hay còn ro thì xa được khuôn ai, ở bên thì xa Việt Nam bị chia nơi mà định nơi khai, bông không muốn bà, mình sẽ mà cùng muối đây cho cái nạn bạo trắng, cứ chia thiên là chạy cả chạy mấy khung nó có qua ban bậc ca bậc này bậc quát hay chạy trong mấy chung như Philippines này chẳng đài anh ấy dương ai chơi khung dương ba tạm dễ thằng anh nắng có vấn đề khi nhung cái thằng đồng nó sai mới tiếp cứ cả sẽ có tới ta chúng rất nhiều thằng ba rồi có bắt nó tôi tam chăn tẹt bọc luôn được mấy đứa nó lò bà với bố thị trấn cả sẽ có bọn bảo ai thằng ba này anh quân thì đi bàn mười khuyên và tham tiết chạy trong nâng การนอนประทับพอลกับการปีปฏิกรายโจมขนงให้ยิ่งจนยิ่งล้างมันอาจจะพอดปีกาเปิงเป็ดในนโยบายในดักนอมเดย์ในจุ่มรุ่นนาคาผลัดในขนงสระงโนไม่ใช่ลูกสะพานเป็นไอ้ประธานที่จงกรายเด
ខ្ញុំសូមចូលរួមសកលប្រធានបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពន្យល់នាំចូលហ្នឹងគឺវាអត់សំខាន់នឹងគេនាំចូលសំខាន់យើងខ្លួនយើងឯងបើដឹងថារបស់ហ្នឹងជារបស់គីមីហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គូតែបញ្ជាបានបញ្ជាទៅឈប់ប្រើប្រាស់ឡានណាសម្ដីអាហារណាដែលនាំចូលមកគឺយើងកាត់បន្ថយទាំងអស់គ្នាទៅបើយើងនៅតែបន្តប្រើយើងឃើញហ្នឹងទីពេទ្យចិត្តកើនជំងឺ កូនក្មេងលៀកកាពះលៀកកូវៀនដល់សាយដល់សាជំន័យអាហារដែលវាមានសារជាតិគីមីនឹងហើយយើងចេះតែយើងរកប្រភពវាអត់ឃើញវារកក៏អត់យល់ឃើញរបស់ល្អបន្លែនាំចូលវាគេមកស្អាតល្អគ្មានតកៅស៊ីអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាបើអាចកាត់បន្ថយបានសូមតែចុយទៅត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដែលទំនិញដែលនាំចូលនឹងគឺថាវាចង់និយាយថា ផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងនេះវាមានតិចអញ្ចឹងហើយបានត្រូវការផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសគេនឹងដើម្បីគម្រប់នឹងសេចក្តីត្រូវការដូចថាបើយើងមិនត្រូវការទំនិញផលិតផលរបស់គេហ្នឹងគឺទៅវាខ្វះនោះទៅផលមានទស្សនៈអីបន្ថែមឡើយនេះចំណុចដែលយើងខ្វះហ្នឹងមិនមែនយើងធ្វើមិនកើតទេអញ្ចឹងយើងងាកទៅផលិតខ្លួនឯងវិញងាកទៅផលិតខ្លួនឯងវិញផលិតខ្លួនឯងក៏ត្រូវការអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនឹង ពីពូសិនតិនគាត់បានលើកឡើងគាត់ផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនឹងម្នាក់យ៉ាងតិចក៏2 ហិកតាដែរប៉ុន្តែយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋរងថ្ងៃ 85% គាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកសិកម្មតែគាត់បានដែរម្បាល់នឹងកន្លះហិកតាប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯក្រុមហ៊ុនបរទេសឬក្រុមហ៊ុនយួនអីចូលមកសម្បត្តិជាច្រើនម៉ឺនហិកតាហើយច្រើនឆ្នាំទៅទៀតចំណែកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការមានផលវិបាកហ្នឹង ដឹងហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមិនថាវាជាអសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹងបើអសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំហើយយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលថាបើគាត់អសមត្ថភាពហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងសិលឹកឆ្នោតគាត់ឡើងរហូតគាត់ឈ្នះរហូតហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនមកពីគាត់ទេមកពីយើងហ្នឹងមកពីពលរដ្ឋហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែពិចារណាទៅលើចំណុចហ្នឹងឡើងវិញបាទសូមអរគុណអរគុណល
khiêm sừng kết mưa khơi thả bùa rót dương đài từ tinh và lái kimi cái đài và lái mình kimi cái đài rồi còn tinh và phải xem xem cái đài còn bóng bùn tầng ở ban là sầm lấp rót vĩnh đôi chia mình thưa ấy mui sầm lấp bãi bùa rót song bùa rót bên phòng là hậu nhiều bùn tầng bị mình là hậu đó chắc đó là pi rót admin thưa ấy mui sầm lấp ở bùa rót khuôn ảnh vĩnh ở quạt miền tầm nục chân là pi lại là pi đã quạt nhiều bùn pi rót group sập sạt bờ này tinh bảy chương tinh cả ai chắc sang ấy ปุ่นพลอยปุ่นไอ้ทั้งอ้อลานไอ้นั่นก็จะปุ่นโจรสทั้งอ้อนะเพราะนั้นรอดเป็นอัดบานซองไอ้แต่เราไปเชียร์รอดเป็นทางปูเมียนตัวหนักแบบนั้นนะจุดนั้นดีให้บริพิษเป็นหนึ่งประเทศที่เราเตะเราเตะเลยคือโยปุ่นปีโปรรอดให้ที่ซองโปรรอดเป็นอย่างเป็นได้ชื่อเป็นได้จ่าเจอเรียเป็นได้เมียนปัญหาเศรษฐกิจครูซาไอ้จังปูเมียนตัวหนักไม่ไกลนะอ๋อคุณปนเบอร์ยี่จำนวนนึงคือเราเยี่ยปีคุณทอในหนักแบบนอม นักดักน้อมยืงมวยจำนวนตำนองก็มันบานออยตำลายตะลือกาบองปนระบบพิชิตพรตในเมยมาจินจำมันเตรียจิกาอินเตเพราะกระทะเบอร์นายมันบองปนจับนายตะกุกทักเป็นใดโดยฉะนั้นเกิดตะลือนึงปันแต่บอสละทอใหญ่รู้มกุณทอระบบนักดักน้อมนูรือพิภพลูกได้คือจุนเลื้อนก็ออยตำลายกาบองปนนั่นคือจินยุคเชี่ยมระบบพรตกี โดยฉะนั้นกิจก่อสร้างปฏิหนึ่งอ่อยโตเชียปฏิมุ้ยนิติรอดบ้านในท่าเสวะฉบับนั้นคือเต้าแต่ครบดันดอบลืมมนุษย์จังอ๋อหนักหนากรุกรมฉบับได้โดยจำนายยืงเว้นยืงมือเคยอยู่ที่ห่อปัตตกรรมการประมูลประดมระบบไปเชียพรอดอ่อยตะแสกมาวะไว้ตัดทักจักรกิอัดควอลไปเรื่องไปเรื่องอะเรื่องนโยบายหนึ่งตี ดังนั้นบางทีคือกรณ์สมจุ่มเรียบท่าเบยยืงมาทั่วนโยบายทำไมยืงเป็นเมียนเจก็มาทั่วนโยบายดำไปกระโถกเก่าเอ้ยวัดบ้านเก่าเอ้ยคุยเฮ้ยก็ถ่าเก่าเอ้ยนึงอะไรโรซี่อะไรโรซี่อันนั้นเป็นนิจขามันนะแบบดับปฏิกิจจุนเลื่อนวิ่งเกี่ยท่าเก่าเอ้ยนึงเชื่อบรรทุกมวยดอกทั้งวันเสร็จในจึงวิ่งยืงก็ถ่าแต่เธอทมสีบ้านรวมลูกจะบาดบ้านเธอเอ้ยก็บาดเลยร้อยมนุษย์เจ จองเธอทมจังโดยฉะนั้นไปเชื่อพรอดก็มีนจำแนกมุ้ยขนมกาตามด้านขนมกาวินิชัยหนึ่งกาอ้อยปนตุขยมโนแตงเยธา
ប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវអោយតម្លាយខ្លួនឯងដែលគេបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិគឺប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវសម្រេចជោគវាសនាខ្មែរដោយខ្លួនឯងត្រូវបោះឆ្នោតឬមេដឹកនាំណាដែលខ្លួនឯងសង្កេមបានហើយខ្ញុំក៏និយាយដែរថាគណៈបកប្រសេងផ្សេងទៀតណាជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវត្រៀមធនធានមនុស្សដែលមានមនសិការមួយត្រឹមត្រូវ មានជាតិនិយមមួយដែលប្រកបដោយមនសិការទូលំទូលាយកុំគិតថាវាជាលៀបជាយោះពេលឡើងជាប់ឆ្នោតគឺជាលៀបជាយោះអានឹងវាដើរតរបានអារឿងមុនទៀតហើយអាចជំងឺរបស់ខ្មែរយើងអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងដែលខ្លួដែលធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ដល់ថ្ងៃនេះជំងឺមានតែមួយទេគឺអាត្មានិយមអត្តតថាប្រយោជន៍គឺគេចមិនផុតពីនឹងពីអត្តតថាប្រយោជន៍ទេបើខណៈយើង នៅតែចិញ្ចឹមអាចជំងឺអាត្មានិយមនេះជាតិសាសយើងអាចនឹងឈានទៅដល់បាត់បង់ពីភពផែនដីនេះនៅជាខ្មែរប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្មែរទេអ្នកផ្សេងគេមកជំនួសឈ្មោះយើងដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋត្រូវមើលឃើញឲ្យច្បាស់ថាគួរយកមេដឹកនាំណាឲ្យទៅជាមេដឹកនាំរបស់យើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់យើងរងឯងពេលឆ្នាំ93ហ្នឹងមិនមែនអាចក្រកពេកទេបុនសុខា ខ្ញុំឃើញថាអាចប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែការវិវត្តរបស់មនុស្សគំនិតរបស់អ្នកនយោបាយវិលត្រឡប់ទៅរកបែបសម័យបុព្វកាលវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអំណាចនេះប្រមូលផ្ដុំទៅលើមនុស្សមួយម្នាក់វិញអ្នកគឺបក្រមប៉ុណ្ណឹងឯងវត្តរកសម័យបុព្វកាលវាបើកណាយើងអនុវត្តច្បាប់មិនបានស្មើភាពចំពោះគ្នាវត្តទៅជាកុលសម្បត្តិវិញមិនមែនទៅជាប្រជាជាតិមួយទេចង់បានទៅជាប្រជាជាតិមួយបាន តើតែច្បាប់នេះគឺជាសេវាសម្រាប់មនុស្សទូទៅនាក់ណាក៏ប្រើមានប្រសិទ្ធភាពនាក់ណាក៏ចំនួនបានដែរខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសយួនហេតុម៉េចគេអោយបើប្រខែអោយអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី60ឡើងទៅគេអោយ5លានដងបើយើងប្រៀបធៀបទៅវាស្មើនឹង10ដុល្លារ12ដុល្លារគេអោយបានហើយគេអោយមនុស្សចាស់បានហើយអ្វីដែល គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាខ្លួនពេលខ្លួនជាប់ឆ្នោតអានឹងនិយាយច្បាស់គេនិយាយថាគេជាប់ឆ្នោតឡើងទៅកាន់នីតិឡើងទៅកាន់នីតិប្រតិបត្តិនៅលើរដ្ឋសភាគេថាលើសពី 86 บาทนั่นน่ะដើម្បីបន្សាបនគរនយោបាយនឹងបានរដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយខែឲ្យ5ដុល្លាររាល់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី60ឡើងទៅកុំអោយគាត់រស់ក្នុងភាពអេកូមុននឹងគាត់លាយើងទៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមមុននឹងគាត់លាយើងទៅខ្ញុំឃើញក្នុង Facebook មួយចំនួនយាយៗគាត់ចាស់ហើយតាចាស់ហើយអត់មានក្តីសង្ឃឹមទេនៅប្រទេសថៃ គេមានតែ 100 បាត់ពី 200 បាត់បើយើងស្មើបើយើងប្រៀបធៀបថា 3-4 ភាន់លុយខ្មែរក៏គេអាចចូលទៅបន្ទីពេទ្យរបស់គេគេព្យាបាលជំងឺគេបានដូចអ្នកមានចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារឧទាហរណ៍កងសែមួយគេទៅវះកាត់អីយ៉ាងទៅអាមហារីកហ្នឹងគេចំណាយលុយប៉ុន្តែរាប់ម៉ឺនហើយគាត់នឹងចំណាយលុយទៅ 2-3 ភាន់លុយខ្មែរ 200 ចំណុចមួយដែលខ្ញុំនិយាយថារដ្ឋត្រូវតែតន្ទិញអ្នកដឹកនាំនយោបាយត្រូវតែតន្ទិញឲ្យចាំ3 ចំណុចមានសមត្ថភាពជាជំរឿមានសមត្ថភាពថែទាំរៀងនិងមានសមត្ថភាពអប់រំរៀងឲ្យរៀងដើរទៅណារួមគ្នាដើរទៅណាជាមួយគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះមួយដើរទៅលិចមួយដើរទៅកើតឥឡូវយើងឃើញត្រឡប់មកនេះវាតែកទិនទៅនឹងនយោបាយបន្តិចខ្ញុំគ្រាន់តែសុំជម្រាបថាវាជារឿងអាម៉ាស់ មហាសែនអាម៉ាហេតុម៉េចក៏យើងជាប់អាត្មានិយមហួសហេតុពេកមេឃុំអតីតមេឃុំមួយចំនួនມັນច្រើនទេជាប់ឆ្នោតអាធ្លាក់ឆ្នោតតែរហូតដល់ថ្ងៃនេះគួងហែងអាកូនសមិនទប់នោះມັນអោយគេមេឃុំខ្លះទៀតទៅលួចដោះអាគ្រឿងសង្ហារឹមហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះយកទៅផ្ទះដូចខ្ញុំបាននិយាយសប្តាហ៍មុនថាសូមមេត្តាប្រទេស ប្រទេសទួលនាទីហើយនឹងសម្ភារៈទៅជាមួយផងឥឡូវយើងឃើញរហូតដល់ថ្ងៃនេះមាន
mẹ khum này chọp thầm mây nâng kìa nâu quý cọp đập chơi nâu lại thế. Ní chia rương ấm mắt, bà tế chết kháng cái sao dương nà. Bố, dương kích thạp bà dương đập bây chết chứ bạn không dạy ta. Ta nặng đẹp thạc có tục xong cổ khám ai nâng, phải khám ai có hôm nâng. Dương chạm mơ đã chẳng làm vì vòn đập bầm bay. Bà sân chia, cả nà bạc nà mùi bà xên chọp chân hột. Hay còn bà tế ấm nách đôi rồi luôn đôi xa cá khá nía. Đầm lại nâng cứ cấp bố nâng. Còn chấp bác chia tổ xong rồi, chết mẹ. Tại bà sân chia, đó là phía nông tập, bà tế hôm nay nâng chấp bốc cho bà là nâng dường bà bạc nâng hồi bà thú ná, đôi chìa bài cho bà nâng nhớ khơi nhớ. Bà sân chia, bà xuống hạt tấy, chẳng ôl thà nà anh trâu tay bà có lôi kê kì chọc chân hốt, tam chân tê rà bà riêng, tam cú lạ chấp bác, tam cú lạ bà chia tiếp tay, bà nà anh bà có bà nhá, nà anh nâng miên tu. Nà anh nâng miên tu chết đạch hạt mỏng, nhưng khơi nhớ bà đám, kêu xa bác, nhưng bà lưu còn miên xa ra. กรมประกาศปัญหาปัญหามีอ้ายกระดอมสกอีสานถ้ากรมประกาศปัญหาปัญหาจมน้อยได้ท่าอ้อยสำหรับสมบูรณ์คนนี้ท่าเวมันเมียนเรื่องโรคตรงสำหรับสมบูรณ์คนนี้จอบชนอตเตอร์ตึงกุยอะไรก็ไอ้บ้านชาวสังกัดนั่งวิอัดเมียนเรื่องสำหรับสมบูรณ์เต้กุยให้บรรจับประเดิมยื่นรวมคนนี้ตกมูลจะเจ๊คนนี้อัมพีแผ่นกายุทธศาสตร์ของคมให้นักเรียบจอมแผ่นกาปฏิบัติสำหรับคมแต่อะไรนั่งยื่นเคยมีเมียนปัญหานี่เกิดหลังคุณทำคุณยมขมาเกณฑ์นะคุณยมรองไงนั่งอ
ែងអ៊ីមួយហើយឃើញក្មេងឧទាហរណ៍ដូចជាក្មួយសូនីឬក៏ក្មេងណាឆ្លាតជាងខ្ញុំខ្ញុំបកលឲ្យក្មេងនឹងធ្វើព្រោះយើងគួរតែហត់នឿយដែរណាហើយគួរតែគិតថាយើងនៅជួយមើលទៅឲ្យគ្នាធ្វើទៅយើងឲ្យយោបល់ថាណាកូនណាក្មួយខុសហើយអានឹងខុសហើយបើធ្វើអញ្ចឹងអាចល្អជាងយើងឲ្យយោបល់ក្នុងនាមប្រជាជាតិមួយដែលអះអាងថាលើគេក៏មុនគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យសមអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែត្រៀមខ្លួនពិនិត្យមើលតាមដានមើលអ្នកនយោបាយណាគណៈបកនយោបាយណាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មនេះពោទៅជាមូលដ្ឋាននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិបោះឆ្នោតទៅពីព្រោះដូនតាយើងប្រាប់ហើយថាយើងរស់ឡើងពីមូលដ្ឋានកសិកម្មប្រទេសយើងចង់ខ្លាយទៅជាប្រទេសផលិតផលមិនគួរណាយើងលុកវត្ថុធាតុដើមកិច្ចកជាទៅឲ្យបរទេសទេកាលណាយើងប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដោយកិច្ចជាឲ្យអ្នកនឹងគ្មានគំនិតតតែសោះសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនឹងទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មទៅជាប្រទេសបច្ចេកវិទ្យាទេបាទអរគុណពូអរគុណសនីអរគុណសផលដែលបានជុំជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះហើយជជែកគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់និងផលប្រយោជន៍នៃការនាំផលិតផលកសិកម្មផលិតផលបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសជិតខាងដូច្នេះដោយសារពេលវេលាយើងអស់មកហើយសូមអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបានលោកសុខារួមទាំងវិលក្មិនទាំង3រូបសូមលំអរកាយគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាសាច់ថ្មីនៅពេលក្រោយទៀត ក្តីសង្ឃឹមដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់នៅពេលនេះសូមលំអរកាយគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានភក្តីភាពតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរនៅលើក្រោយទៀត